vn youtuber xin chào quý vị và các bạn các bạn thân mến cuộc bầu cử tổng thống ở nước mỹ đã khép lại với kết quả chiến thắng thuộc về ông donald trump tuy nhiên dư âm của nó vẫn còn rất mạnh mẽ trên mặt báo riêng ở việt nam ngoài việc bất ngờ về cú lội ngược dòng của ông donald trump thì một số đông công chúng còn có những lo ngại người ta sợ rằng ông donald trump xuất thân là doanh nhân sẽ đặt lợi ích kinh tế lên trên hết nên dưới triều đại của ông nước mỹ sẽ hợp tác thân thiết với trung quốc và khi không còn Mỹ làm đối trọng, Trung Quốc sẽ tha hồ vùng vẫy ở Biển Đông để chèn ép các nước khác nhỏ hơn như Việt Nam. Do vậy, trong bản tin hôm nay, chúng ta hãy thử cùng bàn luận về vấn đề này. Thưa quý vị và các bạn, hôm 28 tháng 6, tôi đã từng có bàn luận về hai ứng cử viên tổng thống của Mỹ trong bản tin số 65 có tiêu đề là Ai thay Obama thì Việt Nam yên tâm hơn. Trong bản tin đó, tôi có nhận xét rằng nếu bà Clinton thắng, thì chiến lược xoay trục sẽ tiếp tục và bà sẽ đặt vấn đề Biển Đông như một ưu tiên quan trọng. Còn nếu ông Trump thắng thì chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ sẽ rất khó đoán. Tuy nhiên, đến hôm nay, sau khi nhìn thấy một vài động thái đầu tiên của ông Trump, tôi đã thay đổi cách nhìn với vị tỷ phú này. Bây giờ tôi cho rằng chính sách đối ngoại của ông Trump sẽ không lộn xộn như những gì ông ta phát biểu, mà nó sẽ tiếp tục kế thừa chiến lược xoay trục, đồng thời có thể kiềm chế Trung Quốc mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế. Nói cho thật chính xác thì ý của tôi là những lời phát ngôn đình đám như xây tường ở biên giới với Mexico hay là rút quân khỏi Hàn Quốc sẽ nhanh chóng bị vứt vào sọt rác vì nó đã hết sức mệnh lịch sử. 44 đời Tổng thống Mỹ trước ông Trump đã có không ít tiền lệ hứa là một chuyện còn thực hiện được hay không là chuyện khác. Chẳng hạn, cử tri từng bầu trong bút cha vào năm 1988 vì ông ấy hứa rằng sẽ không có khoản thuế nào mới cả. Nhưng đến năm 92, ông ấy đơn giản nói một câu rằng tôi thực sự hối tiếc về điều đó. Thế là xong trách nhiệm với lời hứa. Trở lại trường hợp ông Trump. Hiện nay báo chí đã mổ xẻ rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cú lội ngược dòng ngoạn mục của Donald Trump. Trong số nhiều nguyên nhân đó thì có một nguyên nhân là ông ấy đã hứa sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Lời hứa này đánh đúng vào tâm lý của nhiều người Mỹ đang thất vọng với chính quyền Obama vì họ cho rằng 8 năm dưới triều đại Obama, kinh tế Mỹ tuy có hồi phục nhưng trong nhiều sự kiện quốc tế, làn danh đỏ của nước Mỹ đã bị Nga và các nước khác xâm phạm. Những người này mong muốn nước Mỹ lấy lại được quyền lực và tiếng nói như xưa. Thêm một số lượng cử tri nữa ủng hộ Donald Trump là những người da trắng ít học, luôn luôn bị mối nguy cơ thất nghiệp đe dọa thường xuyên. Nhằm vào đối tượng này, Trump hứa xét lại việc nhập cư, xét lại các hiệp ước kinh tế đã ký, mà qua đó sẽ giúp cho những người Mỹ không bị mất cơ hội việc làm. Ông Trump cũng nói rằng ông ta sẽ rút quân khỏi Hàn Quốc nếu nước này không trả chi phí nuôi quân hoặc bỏ mặc các đồng minh Nhật Bản và NATO vì các nước này chi quá ít cho quốc phòng khiến Mỹ phải gánh vác gánh nặng. Thực chất, những lời này cũng chỉ là nói cho phù hợp với tâm lý của những cử tri đang bực mình vì tình hình kinh tế và phúc lợi trong nước chưa cải thiện mà chính phủ lại hứa hẹn và cam kết với nước ngoài quá nhiều. Nói tóm lại, ông Trump đã biết gãi đúng chỗ ngứa, nói đúng vào những điều mà các cử tri Mỹ đang cần nghe và muốn nghe. Việc làm cho nước Mỹ trở lại vĩ đại như xưa có vẻ là lời hứa quan trọng nhất của ông Trump nếu ta hiểu sự vĩ đại mà ông trump nói đến là quyền lực của nước mỹ trên thế giới này và tiếng nói của mỹ trong các vấn đề quốc tế thì chúng ta thấy rằng mục tiêu ấy không bao giờ đạt được nếu mỹ giảm cam kết với các đồng minh bởi vì khi giảm cam kết với nước ngoài thì mỹ sẽ mất dần địa vị ông trùm của mình muốn nước mỹ trở lại vĩ đại tức là phải cố gắng xây dựng cho được trật tự đơn cực muốn thế thì ngoài việc gia tăng cam kết với đồng minh mỹ còn phải tích cực hơn trong việc kiểm chế đối thủ cạnh tranh trực tiếp là trung quốc trước khi Trump trúng cử qua lời tuyên bố rút quân khỏi Hàn Quốc và để Nhật Bản tự tạo bom hạt nhân của Trump dư luận thế giới rất lo ngại thế nhưng ngay sau khi biết mình trúng cử Trump quên luôn những gì đã nói khi nói chuyện với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye hôm mùng 10 tháng 11 Donald Trump đã khẳng định Mỹ sẽ duy trì một thế trận quốc phòng mạnh mẽ để bảo vệ Hàn Quốc mà không hề nhắc gì đến việc Hàn Quốc phải trả tiền để nuôi quân Mỹ đóng ở nước này một dấu hiệu nữa cho thấy dưới thời Trump Mỹ sẽ không những không co mình vào các vấn đề đối nội như lời Trump nói lúc vận động tranh cử, mà thậm chí nước Mỹ có thể sẽ còn thực hiện những cuộc phiêu lưu mạnh mẽ hơn 8 năm qua. Dấu hiệu đó thể hiện ra là trong cái bảng danh sách các công việc ưu tiên trong 100 ngày đầu tiên làm Tổng thống, bên cạnh việc thay đổi chính sách nhập cư, xem xét lại các hiệp định kinh tế, Trump cũng khẳng định sẽ loại bỏ tình trạng cắt giảm đầu tư cho quốc phòng để tái thiết quân đội. Nước Mỹ nằm giữa hai đại dương, phía bắc giáp Canada phía nam giáp mexico không có nguy cơ bị xâm lược từ hai nước này nếu không vì để tăng khả năng triển khai lực lượng ra toàn cầu để ngăn chặn trung quốc và các đối thủ khác thì mỹ đâu cần phải ưu tiên tăng đầu tư cho quốc phòng và tái thiết quân đội để làm gì thưa quý vị và các bạn trên đây là một số vấn đề xem xét về xu hướng chung của ông trump sau khi ông đã vào được nhà trắng với những dấu hiệu mà ông đã thể hiện tôi cho rằng ông trump sẽ có những chính sách thay đổi nhất định đối với cả mặt đối nội và đối ngoại tuy nhiên nó sẽ không phải là một thay đổi đột biến theo tính chất quay ngoắt 180 độ. Riêng với tương lai quan hệ Việt Mỹ, mới đây ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam là Ted Osius đã tuyên bố dù ai làm tổng thống, quan hệ Việt Mỹ sẽ không thay đổi. Xu hướng quan hệ Việt Mỹ đang trên đà phát triển và sẽ tiếp tục phát triển vì nó mang lại lợi ích cho cả hai bên. Tuy nhiên, sẽ có hai điểm cần phân biệt, một là vấn đề kinh tế và hai là địa chính trị. Về kinh tế, với quan điểm vì nước Mỹ trước hết, Trump có thể sẽ có những chính sách để bảo vệ các doanh nghiệp Mỹ trong quan hệ buôn bán mậu dịch với các nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Khi đó thì hàng hóa Việt có thể sẽ gặp khó khăn khi thâm nhập thị trường Mỹ. Tuy nhiên, đó là điều Việt Nam không thể muốn nó diễn ra theo ý mình. Mặt khác, không riêng gì Mỹ. Đi bất cứ đâu thì hàng hóa đều phải cạnh tranh. Muốn chiếm lĩnh thị trường thì giải pháp lâu dài và bền vững vẫn là phải tự nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh cho hàng hóa của mình. Về địa chính trị, chưa chắc Donald Trump đã thay đổi chiến lược xoay trục, mà có khi dưới thời Trump, Mỹ sẽ có những hành động phiêu lưu hơn. Như đã nói từ đầu, một phần cử tri Mỹ bầu cho Trump bởi vì họ bất mãn với những hành xử của chính quyền Obama mà họ cho là nhu nhược trước Nga và Trung Quốc. Do vậy, một Donald Trump với những phát biểu không kiêng kỵ bất kỳ ai mới hợp với khẩu vị của họ. Dù sao, cuối cùng vẫn cần nhắc lại một câu cũ về ngôn từ nhưng không bao giờ lạc hậu. Đó là Người tối cao định đoạt chính sách của Mỹ không phải tổng thống Mỹ mà là lợi ích của Mỹ. Bởi thế, bất kỳ là Hillary Clinton hay Donald Trump làm tổng thống Mỹ thì Việt Nam cũng phải lấy cái mục tiêu bất biến là độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ và hòa bình phát triển để làm cơ sở mà tranh thủ cơ hội hoặc tìm ra giải pháp ứng phó với thách thức do sự thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ gây ra. Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.